Đào đất trong sân vô tình đụng trúng mộ cổ chứa kho báu khủng. Ông Trương quyết định xây một nhà vệ sinh gần nhà. Trong quá trình đào đất, ngẫu nhiên ông phát hiện một ngôi mộ cổ bên dưới nền đất. Ông báo cho cảnh sát và chuyển nhà tạm thời. Các nhà khảo cổ đã xác định rằng đây là một mộ cổ từ thời nhà Đường, bên trong chứa kho báu với nhiều tiền xu cổ và cổ vật quý giá. Tổng giá trị của đồng xu cổ và cổ vật này lên đến hàng chục tỷ đồng. Gia đình ông Trương đã đề nghị nhận thưởng từ chính quyền địa phương sau khi biết về kho báu. Các chuyên gia sẽ tiếp cận bên trong ngôi mộ cổ để tìm hiểu rõ hơn về nhân vật được chôn cất tại đây, đồng thời tin rằng còn nhiều hiện vật quý giá khác. Các hiện vật này có thể giúp bổ sung kiến thức về lịch sử và phong tục chôn cất của nền văn minh Trung Hoa cổ xưa, đặc biệt trong thời kỳ Tây Hán. Cách đó không lâu, các nhà khảo cổ đã phát hiện khoảng 2 triệu đồng tiền xu cổ, nặng tới 10 tấn trong một lăng mộ cổ 2.000 năm tuổi ở Tân Kiến, Giang Tây, Trung Quốc. Đồng tiền có niên đại 2.000 năm tuổi và thể hiện cuộc sống của giới quý tộc Trung Quốc thời cổ đại. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.